Đụng độ tạo hình công chúa với địch đệ Nhật Ba, Dương Tử thua vì lỗi sai chỉ mạng. Cư dân mạng bất ngờ phát hiện Dương Tử và Nhật Ba có chung một tạo hình. Năm 2022 là một năm tương đối thành công của Dương Tử, khi có tới hai bộ phim cùng lên sóng. Cả Dương Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn và Trầm Vụn Hưng Phai đều gặt hái được những thành tích đáng nể. Mới đây, Dương Tử đã được mời và trở thành một trong những nghệ sĩ xuất hiện trong sự kiện Xuân Vãn của CCTV. Trong buổi tổng duyệt, tạo hình thắt nơ trên đầu của nàng thiếu hoa 9X đã là hot search Weibo và nhận được sự chú ý lớn từ phía cư dân mạng. Ngoài ra, những hình ảnh quảng cáo của Dương Tử năm 2020 cũng bất ngờ được đào lại. Cùng là tạo hình thắt nơ trên đỉnh đầu, nàng tiểu hoa khoe vẻ đẹp trong trẻo ngọt ngào, khiến ai cũng phải siêu lòng. Không thể phủ nhận được rằng Dương Tử rất hợp với những tạo hình công chúa đáng yêu. Tuy nhiên, ngay lập tức có người đã nhận ra tạo hình này của Dương Tử rất giống với địch đệ Nhật Ba. Trước đó, cô nàng cũng đã từng xuất hiện với bộ váy đỏ rực trong sự kiện mừng Tết Nguyên đán vào tháng 2 năm 2021. Đội chiếc nơ to màu đỏ trên đầu, kết hợp cùng bộ váy đỏ rực, nàng mỹ nữ Tân Cương được khen đẹp giống hệt một nàng công chúa Disney. Không chỉ đáng yêu, địch đệ Nhật Ba còn khoe trọn vẻ quyến rũ, kiêu kỳ của mình. Cùng có chung tạo hình, thế nhưng dân tình đều cho rằng Nhật Ba có phần ấn át Dương Tử. Nguyên nhân là bởi màu sắc trang phục mà nàng mỹ nữ Tân Cương chọn trông nổi bật và rực rỡ hơn hẳn. Kiểu dáng trang phục của Dương Tử cũng đẹp vẻ hơn kỳ phùng địch thủ của mình. Tuy thất thế trước Dương Tử trong khoản phim ảnh, thế nhưng không ai có thể phủ nhận được nhan sắc của Nhật Ba luôn thẳng áp đảo. Trong năm nay, nàng hoa đuôi Tân Cương cũng có một dự án cổ trang lên sóng Ngựa Sao Ký. Hiện những hình ảnh trong tạo hình công chúa của Nhật Ba và Dương Tử vẫn đang là chủ đề bàn luận từ phía cư dân mạng. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!